Chào các bạn, Jonathan đập hộp hai cái má áo polo mới của bên mình nhé, là AP01 và AP02. Cái clip này thì mình quay luôn hai cái sản phẩm thì là full box như này nha các bạn. Đây, mình sẽ để ra. Cái clip này thì mình quay luôn hai cái để các bạn tiện lựa chọn và mặc thay đổi nhé, là hai màu trắng đen. Đấy, tùy vào các bạn thích phối màu nào, quần nào thì các bạn phối. Đây là hai mã mới nhất của bên mình này. Mình sẽ tải ra. Cái form áo này là form slim fit nha các bạn. Mặc nó cũng khá là thoải mái, khá là thoải mái. Đấy. Chất liệu vải áo ở đây là vải cô tông nha. Vải cô tông và nó cũng có dán nhẹ và nó có pha một chút spandex để làm mướt cái áo. Và mình giặt thì nó cũng không bị bay nhão nha. Đây là mặt trước của áo đen này. Là cái AP02 nha. Đây là mặt sau. Mình quay clip thì nó chi tiết hơn. Còn nếu mà các bạn muốn thì bên mình cũng có ảnh. Các bạn cần gửi ảnh thì cứ inbox bên mình thì bên mình sẽ gửi nha. Đấy. Chất liệu này thì mình đảm bảo là chất liệu vải cô tông khá là xịn. Và giặt thì nó không bị bay. Và mặc thì nó rất là thoải mái nha. Đây là cái màu trắng này. Hai màu trắng đen các bạn tiện mặc thay đổi nhé. Đấy, vải mình thử kéo nhẹ các bạn biết. Vải cô tông co giãn, mặc thoải mái. Và sờ cái chất liệu vải này thì rất là mướt. Đấy. Thứ hai là bên mình giới thiệu cái cổ. Cái cổ này thì là được dệt hai lớp nha các bạn. Và khi mà giặt hoặc là mình giặt nhiều thì nó cũng không bị bay nhão. Và nó đứng form. Cho nên mặc nó rất là lịch sự nhé. Đây là mặt trước của áo xanh này. Mặt sau này. Sản phẩm thì có sẵn ở shop. Các bạn mua hàng ở xa thì mình sẽ ship tận nơi. Và nhận hàng mới thanh toán. Còn sản phẩm thì full box như này nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của shop.